Chào mừng các bạn đến với kênh Nhịp Sống Xanh Dance và mình là Ngân Hà. Hôm nay theo yêu cầu của các bạn khán giả, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc Tết mang tên Ngày Tết Quê Em. Đây là một bài mình biên đạo bao gồm 6 câu nhạc 8, 4 nhịp nối đoạn. Ngoài ra chúng ta có phần dạo nhạc mở bài và dạo nhạc giữa bài. Không để các bạn chờ lâu nữa, trước hết mình sẽ đi qua một lượt, sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Chúng mình cùng vào bài hướng dẫn này nhé. 5, 6, 7, vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Câu số 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Câu số 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Phần tiếp theo là hướng dẫn chi tiết. Phần dạo nhạc mở bài thì các bạn thực hiện cho mình các động tác sau. Có hai động tác. Động tác thứ nhất, chúng ta để tay trái nắm nhẹ, tay phải đặt lên tay trái, đưa bên phải nhún một nhịp 1. Sau đó nhún bên trái 2, tiếp tục 3, tiếp tục 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn làm cho mình bắt đầu bên phải và kết thúc bên trái 8 lần nhé. Sau đó chúng ta sẽ bước đơn bên phải trước, 1, 2, bên trái, 3, 4, lặp lại, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn thực hiện cho mình 3 câu nhạc 8 nhé. Mình sẽ quay đằng sau cùng hướng theo dõi với các bạn. Động tác 1, 1, tiếp tục 2, nhún về chỗ 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta sẽ bước đơn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta sẽ vào nội dung chính của bài. Phần này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đi bước ghép bên phải, chân phải bước sang 1, chân trái trụng 2, chân phải bước sang 3, chân trái trụng 4. Sau đó đưa chân trái lên 5, thu về 6, đưa chân phải lên 7, thu về 8. Sau đó chúng ta lại đi bên trái 2, 2, 3, 4. Thực hiện chân phải đưa lên 5, thu về 6, chân trái 7, thu về 8. Kết hợp với tay nhé. 1, 2, 3, 4. Chân trái trước này 5, 6, 7, 8. Đưa hai tay bên trái 2, 2, 3, 4. Chân phải trước 5, 6, 7, 8. 4 nhịp nối đoạn bên phải trước 1, 2, bên trái 3, 4. Chúng ta để tay hình trái tim trước ngực nhé. Mình sẽ quay đằng trước này. Chúng ta sẽ thử hiện bên phải 1, 2, 3, 4. Chân trái trước 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Bên phải trước 5, 6, 7, 8. Đưa tay hình trái tim bên phải bước đơn 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta sẽ có 4 nhịp nối đoạn giữa các câu. Mình sẽ thực hiện nhanh một lần nữa nhé, cùng hướng với các bạn này. Câu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Chuyển sang câu số 2. Câu số 2, chân trái làm trụng, chân phải đưa lên 1, đưa xuống 2, đưa lên 3, thu về 4. Thực hiện bên phải tương tự như vậy, chân phải làm chủ, chân trái đưa lên 5, đưa về 6, đưa lên 7 và thu về 8. Kết hợp với đánh tay một cách thoải mái, chân phải tay trái 1,
2, 3, 4. Chân trái thì tay phải đưa lên trước. 5, 6, 7, 8. Mình sẽ đếm một lượt nữa này. 2, 3, 4. Tiếp tục. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Kết hợp với câu 3 nhé. Câu 3 là 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta cũng có 4 nhịp nối đoạn bên phải trước 1, 2, bên trái 3, 4. Mình sẽ quay lại trước để thực hiện lại câu số 3 và số 4 nhé. Bên trái trước này, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta sẽ có 4 nhịp nối đoạn, bên phải trước 1, 2, bên trái 3, 4. Câu số 5 và số 6, chúng ta chán chân bắt đầu bằng chân phải kết hợp với tay đưa vào, mở ra, đưa vào chân phải. Đưa lên 1, chéo, chân trái chéo qua 2 này, chân phải lùi về 3, chân trái thụt về 4. Làm lại một lần nữa. 5, 6, 7, 8. Mình sẽ thực hiện nhanh hơn một chút nhé. Câu số 5 này. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 6, chân trái làm chủ, chân phải đưa lên, tay đưa bên phải, 6, 2, lùi về, 3, 4, tay lại đưa bên trái, lặp lại, tay đưa bên phải, chân phải đưa lên, 5, 6, và thu chân về, 7, 8. Mình sẽ đếm nhanh này, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay lại trước để các bạn quan sát tay dễ hơn nhé. Câu số 5 này, chéo chân phải trước, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 6 này, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta nghỉ hơn một chút, sau đó chúng ta cũng bước đơn bên phải, 1, 2, bên trái, 3, 4. Cũng có 4 nhịp nối đoạn các bạn nhé. Mình sẽ quay đằng sau để làm nhanh câu số 5, số 6 cuối cùng này. Câu số 5, số 6. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Và sau đó chúng ta lại trở về câu số 1, số 2, 4 nhịp nối đoạn. Câu số 3, số 4, 4 nhịp nối đoạn. Câu số 5, số 6, 4 nhịp nối đoạn. Và chúng ta sẽ tới phần dạo nhạc giữa bài. Ở phần dạo nhạc giữa bài thì giống như phần dạo nhạc mở bài. Chúng ta đi bước đơn bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4. Chúng ở phần này câu số 3 chúng ta chỉ có 4 nhịp thôi nhé. Nếu kết hợp với cái câu số 6 cuối cùng ấy thì chúng ta có 4 nhịp nữa. Thì 4 nhịp đấy cũng là 4 nhịp đơn. Thì tổng cộng chúng ta sẽ đi 3 câu nhạc 8. Nếu chúng ta không tính 4 nhịp đệm đấy, chúng ta sẽ có 2 câu nhạc 8 và 4 nhịp nối đoạn. Sau đó chúng ta cứ nhảy cho đến hết bài thôi các bạn nhé. Lại trở lại câu 6 câu nhạc 8 và 4 nhịp nối đoạn giữa các câu. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc bài. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xanh Das và mình là Ngân Hà. Hôm nay theo nhu cầu của các bạn khán giả, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc xuân rất là hay mang tên Đoạn Xuân Ca. Đây là một bài mà mình biên đạo chia thành hai tổ hợp các động tác. Mỗi tổ hợp có 4 câu nhạc 8 và tổng có 8 câu nhạc 8. Chúng ta chỉ di chuyển qua một hướng thôi các bạn nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng mình cùng vào bài hướng dẫn. Trước hết mình sẽ đi qua một lượt, sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết.
6, 7 và 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lại lặp lại một lần nữa y chang như vậy. Tổ hợp số 2, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 2 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lại lặp lại một lần nữa y chang như vậy. Còn động tác cuối cùng chúng ta đưa tay lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là chúng ta sẽ kết thúc bài. Phần tiếp theo là hướng dẫn chi tiết. Ở phần dạo nhạc chúng ta bước đơn cho mình bên phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn cứ bước đơn cho đến khi hết nhạc dạo. Nội dung của nhạc có lời, chúng ta sẽ bắt đầu vào câu số 1. Đưa chân phải sang ngang kết hợp với tay phải 1. Chân trái dậm tại chỗ 2, chúng ta di chuyển ngang bên trái 3 và 4. Sau đó đưa chân trái sang ngang 5 kết hợp với tay trái. Chân phải dậm 6, tiến bên phải 7 và 8. Mình sẽ làm lại nhé. Câu số 1 này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Mình sẽ quay đằng trước nè. Đầu tiên chúng ta đưa chân bên phải. 1, 2, 3 và 4. Các bạn lưu ý cho mình chân nào thì tay đó. 5, 6, 7 và 8. Mình sẽ quay đằng sau này. Câu số 1. Chân phải 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 2, chúng ta đưa chân phải sang ngang 2, chân trái lùi 2, chân phải sang ngang 3, chân trái dậm 4. Và chúng ta quay đúng một vòng bên tay trái chúng ta 5, chân phải 6, chân trái 7 và chân phải trụm lại 8. Làm nhanh hơn một chút, câu số 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết hợp câu 1 và câu 2 nhé. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3, các bạn có thể mở tay ngay từ động tác đầu tiên. Chân phải lùi xuống 3, chân trái dậm tại chỗ 2, tiến chân phải 3 và 4. Hai tay mở lên cao, bước chân trái lên 5, chân phải dậm tại chỗ 6, lùi chân trái 7 và 8. Mình làm nhanh hơn một chút này. Câu số 3, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 4, ta lại đưa chân phải lùi về 4, chân trái dậm tại chỗ 2, chúng ta thu chân phải lên 3, 4. Như vậy có một nhịp ngầm các bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ chạm chân trái 5, 6, 7, 8. Khi các bạn chạm chân trái thì chúng ta tay đưa bên trái, chạm chân phải lên đưa tay bên phải, lùi chân trái đưa tay bên trái và lùi chân phải tại chỗ đưa tay bên phải. Đếm nhịp nhanh sẽ như sau. Câu số 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm nhanh hơn một chút nhé. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ thực hiện nhanh.
Câu 1 đến câu 4. Câu 1 này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lặp lại lần thứ 2 này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi chúng ta lặp lại 2 lần tổ hợp số 1, tổ hợp số 2 chúng ta bắt đầu đi bên phải, đưa chân phải sang ngang 1, chân trái trụ và chân phải đưa sang ngang 2. Sau đó chúng ta lùi chân trái 3, đồng thời tọa hai tay 4. Tiếp tục chúng ta lại đi bên trái 5 và 6, lùi chân phải kết hợp với tay 7, 8. Lặp lại một lần nữa y chang như vậy. 2 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Mình sẽ quay đằng trước nhé. Ở phần này chúng ta thực hiện cha-cha-cha và lùi. Bắt đầu đi bên phải này. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 2 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Mình sẽ quay đằng sau và thực hiện nhanh hơn một chút nhé. Câu số 1 của tổ hợp số 2 là 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 2 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Câu số 3 chúng ta thực hiện như sau. Chân trái làm trụ, chân phải đưa lên, đồng thời đánh tay trái ta đếm 3, lùi chân phải về, đánh tay phải lên 2. Tiếp tục lặp lại chân phải lên 3 và thu chân phải về 4. Thực hiện nhanh sẽ như sau. 3, 2, 3, 4. Các bạn lưu ý cho mình, chân phải thì tay trái nhé. 3, 2, 3, 4. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện chân phải làm trụ, đưa chân trái lên kết hợp với tay phải, đưa chân trái xuống kết hợp với tay trái đưa lên. Lặp lại một lần nữa và thu về. Mình sẽ đếm nhịp như sau. Nhịp thứ 5, 6, 7, 8. Như vậy chúng ta thực hiện câu số 3 bên trái trước. 3, 2, 3, 4. Bên phải là 5, 6, 7, 8. Câu số 4 chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tay trái nắm nhẹ, tay phải xòe đặt nhẹ bên tay trái. Chúng ta đưa bên phải trước 1, thu về 2. Đưa bên trái 3, thu về 4. Đưa bên phải 5, thu về 6. Và cuối cùng đưa bên trái 7, thu về 8. Mình sẽ thực hiện như sau. Câu số 4. Bên phải trước 4, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Kết thúc. Sau khi thực hiện 4 câu nhạc 8 thì chúng ta lại lặp lại một lần nữa y chang như vậy, chỉ khác động tác cuối cùng thôi. Mình sẽ thực hiện nhanh sâu chuỗi 4 câu nhạc 8. Tổ hợp số 2 là 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 2 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại một lần nữa nào. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 2 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4 khác hơn một chút.
là chúng ta đưa đặt tay nhẹ lên nhau, chúng ta đưa bên phải, đưa bên trái, đưa bên phải và đưa bên trái. Mỗi lần chúng ta nhún chân giống như động tác vừa rồi, nhưng khác là chúng ta để ở bên má của mình nhé. Mình sẽ đếm nhịp câu số 4 này. 4, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. À, vậy chúng ta đến đây là hết rồi. Bao gồm hai tổ hợp, mỗi một tổ hợp lặp lại 2 lần, mỗi một lần 4 câu 8 nhịp các bạn nhé. Chúc các bạn có những bước nhảy thật đẹp và chúng ta thành công nhé. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.